Thật sự không còn từ nào để diễn tả cảm xúc của tất cả chúng ta trong hai ngày cuối tuần điên rồ này. Tối ngày hôm qua thì Dom Studio đã đăng tải tập 40 The KB Multiverse với rất nhiều cung bậc cảm xúc khi xem nó. Vậy mà vào sáng sớm ngày hôm nay, tập 77 phần 1 lại được Đa Phúc Bom ra lò còn phấn khích hơn bao giờ hết. Hoàn toàn chính xác như hai video phân tích ảnh lít gần đây nhất của mình. Các nhân vật bỏ trốn cùng G-Man trong các tập trước đã quay trở lại. Họ trở lại không phải là để đánh phe liên minh, mà sự trở lại lần này để tiêu diệt lũ xâm chiếm Astro. Đây mới là tập phim mà phe Sở Kim đi chính thức tuyên bố họ là bạn bè. Nhưng liệu bạn có biết tại sao các nhân vật Sở Kim đi này lại có vũ khí giống với bọn Astro hay không? Hóa ra con người xuất hiện trong tập 73 full không phải là những người còn lại duy nhất sống sót, mà còn có rất nhiều người khác vẫn còn sống sót trên thế giới này. Vậy họ đang ẩn nấp ở đâu? Chiếc ghế bí ẩn một lần nữa đã xuất hiện, nhưng tại sao nó lại biến mất ngay sau đó? Đặc biệt, một sự thật điên rồ khi Michael dắt xe làm bay đầu của con Astro mà nó vẫn có thể sống sót. Sẽ có nhiều chi tiết khác mà có lẽ bạn đã không nhận ra nó khi xem video. Nhưng hãy yên tâm, mình đã ở đây để tìm ra tất cả mọi thứ để gửi đến các bạn. Và chào đón tất cả các bạn đã đến với kênh của Boom Game. Hãy nhớ like và đăng ký kênh cho mình để mình có nhiều động lực làm video hay hơn nữa nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đừng quên xem đến hết video này để không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào nhé. Và còn chờ đợi điều gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Mở đầu tập phim, chúng ta đang ở một nơi nào đó mà POV chính xác là nhân vật Last Cameraman to lớn ở tập 76. Ban đầu mình còn tưởng trái đất của chúng ta đang chuẩn bị sụp đổ cơ. Bầu trời thì màu đỏ biến ảo vô cùng khó nhìn. Hóa ra POV chui từ dưới mặt nước lên. Anh ta không chỉ đi một mình, mà ngay cả Spider Camera cũng đang ngụm lặn ở đây. Có vẻ như hai nhân vật này đang ẩn nấp điều tra về bọn Astro. Có điều mình có chút thắc mắc rằng, các cỗ máy của phe liên minh có công nghệ xịn sò thật sự. Ngâm dưới nước như thế kia mà còn không bị cháy hoặc bị hỏng. Chứ không như cái điện thoại củi bắp của mình các bạn ạ. Sơ hở bị nước vào một chút thôi là tạm biệt và không hẹn gặp lại ngay. Cảnh quay tập phim tiếp tục khi Spider Camera muốn đi cùng POV để tiến sâu vào bên trong. Nhưng có lẽ lo sợ thân hình nhân vật này quá to lớn sẽ bị lộ, nên POV đã yêu cầu Spider Camera lại ẩn nấp tiếp. Thông qua màn hình POV, chúng ta cũng quan sát được nơi này. Bầu trời màu đỏ rực sáng cùng với việc thành phố bị đổ nát do bọn Astro phá hủy. Trong khung cảnh thực sự lo lắng và sợ hãi. Bất ngờ ở phía xa, POV nhìn thấy một chiếc ghế đang tự di chuyển. Ngay sau đó, lại thấy nó bay lên kèm theo một ánh sáng đang chiếu vào, rồi tiến vào bên trong và lập tức biến mất. Điều này khiến POV của chúng ta thực sự là tò mò, ngay lập tức bay đến để kiểm tra. Thế nhưng có vẻ như mình đã dự đoán sai trong video phân tích ảnh lít. Không phải là TV Man hay TV Woman đã thực hiện hành động chiếu tia sáng này, mà hoàn toàn không có bất cứ thứ gì sau khi POV bay đến đó. Có điều chiếc ghế tuy đã biến mất, nhưng ngờ đó lại xuất hiện một cái cây. Mình không biết rằng đây có phải là cái cây từng xuất hiện rất nhiều lần ở các tập trước hay không, hay sẽ còn nhiều cái cây như vậy và ở nhiều nơi khác nữa. Nhưng điều khiến chúng ta thắc mắc và đặt ra câu hỏi rằng chiếc ghế đã đi đâu? Thực sự rất khó trả lời cho câu hỏi này, nhưng mình vẫn sẽ đặt ra một giả thuyết rằng liệu có khi nào ánh sáng mà chúng ta quan sát được nó giống như một cánh cổng dịch chuyển để đi vào một không gian khác hay không? Hoặc là một lối đi dịch chuyển mà người đứng đầu chiếc ghế tạo ra để đưa nó về căn cứ? Và còn một chi tiết nữa có thể mình đã sai, nhưng mình vẫn muốn nói để các bạn tham khảo. Hãy quan sát chiếc bồn cầu ở bên cạnh cái cây này. Có vẻ như nó có một chấm màu xanh gì đó vẫn đang phát sáng ở đây, nhưng cũng có thể do hiệu ứng ánh sáng. Đó chỉ là lửa đang bốc cháy vẫn còn lại. Và ngay cả bên cạnh còn một thứ gì đó vô cùng khó nhận biết, nó giống như một thiết bị gì đó vậy. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Lúc này bất ngờ có 5 nhân vật là con người vẫn đang sống sót ở nơi này. Họ chạy đến và mong được POV giúp đỡ, đưa họ rời đi khỏi nơi này. Bởi vì họ đã quan sát và biết được phe liên minh là người tốt. Có điều POV đã ra hiệu cho những con người này tiếp tục ẩn lấp vào bên trong nhà thờ trước. Họ từ chối và nói rằng nhà thờ đang bốc cháy. Đến đây chúng ta sẽ có nhiều vấn đề để phân tích. Vậy là như khi phân tích tập 73 full, thời điểm xuất hiện những con người đầu tiên trong series Skibi này, mình đã từng nói sẽ còn nhiều người khác sống sót và đang ẩn nấp. Điều này cho thấy rằng khi cuộc chiến nổ ra, bệnh dịch hay là virus Sở Kỳ Bi lây nhiễm, đa số con người bị nhiễm bệnh và biến thành Sở Kỳ Bi đi. Vẫn còn nhiều người may mắn trốn thoát được và họ đang tập trung ẩn nấp ở một nơi nào đó. Giống như các bộ phim mà chúng ta đã từng xem, khi dịch bệnh hay là bị người ngoài hành tinh xâm chiếm, con người sẽ tập trung lại, tìm kiếm những con người còn sống sót để bảo vệ cho nhau. Chỉ có điều họ không dám để lộ vị trí của mình thôi, họ chỉ ở trong bóng tối để quan sát. Điều này cũng lý giải cho câu nói của nhân vật này rằng chúng tôi biết các bạn là người tốt. Vậy chính xác là họ đã quan sát phe liên minh từ rất lâu rồi và biết được phe liên minh của chúng ta không phải là kẻ thù.
Vậy rất có thể trong thời gian sắp tới sẽ có những cơ sở bí mật của con người dần được hé lộ, và tương lai mình tin chắc rằng cuộc chiến chống lại lũ Astro không chỉ là sự hợp tác giữa phe Sở Kibi và phe Liên Minh, mà sẽ là sự kết hợp của cả con người nữa cơ. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi này đang diễn ra thì bọn Astro lập tức đã bay đến tấn công. POV bật khiên kịp thời để đỡ và tiêu diệt lũ Astro này. Và khung cảnh này có lẽ cũng chính là âm thanh lead mà Đa Phúc Bấm đã dò dỉ trong video ngày hôm qua. Tưởng như đã tiêu diệt hết được bọn Astro xong, POV vẫy tay ra hiệu cho những con người ở phía sau đi theo mình, thì không kịp nữa rồi mọi người ạ. Lũ Astro đã giết chết họ, họ không kịp chạy trốn nữa. POV giờ đây nhìn lại những cái xác đang bốc cháy, có vẻ như anh ta đang cảm nhận đó là lỗi của bản thân mình. Đừng buồn và đừng trách mình nha anh trai ơi, không phải lỗi của anh đâu, anh đã làm mọi thứ có thể rồi. Lúc này phía xa có bóng dáng một con Astro xuất hiện. POV cảnh giác chuẩn bị chiến đấu thì bất ngờ Astro lại ở bên cạnh và tấn công vào POV. Chiếc khiên của anh ấy vẫn kịp thời được bật để đỡ được cú tấn công này. Nhưng như chúng ta đã biết, Astro trong tập 76 mà POV đối đầu, hắn ta chỉ có hai khẩu súng trên vai cùng với sự trợ giúp của cameraman bắn súng điện tử, tên Astro lúc đó mới bị tiêu diệt. Còn trong tập phim này chúng ta cũng nhận ra rằng Astro ở cấp độ cao hơn, nó có hẳn hai cánh tay, một tay dùng súng và một tay dùng kiếm. Chính thanh kiếm này đã phá vỡ được cái khiên của POV lúc đó. Điều này đủ để cho thấy rằng POV không phải là đối thủ của tên Astro. Giờ đây hắn ta định kết liễu POV thì bất ngờ một thanh kiếm từ bên cạnh cắm vào đầu Astro. Mutant Skibidi xuất hiện. Chưa hết, cả đồng đội của anh ấy là Skibidi Police và nhân vật to lớn này cũng đến để kết liễu tên Astro. Vậy là đúng như video phân tích Elite mà Đà Phúc Bòm đã dò dỉ về các nhân vật này. Họ đã được nâng cấp hoàn chỉnh và quay lại để giúp đỡ phe Liên Minh. Trước khi phân tích về những vũ khí và nâng cấp của họ, chúng ta sẽ cùng nghe lại cuộc trò chuyện của Skibidi với POV nhá. Sao bạn lại nhắm vào tôi? Anh ấy có ngốc không kìa? Chúng tôi vừa cứu mạng của bạn đó. Hãy thư giãn đi nào. Chúng tôi ở đây không để làm hại ai cả. Đã đến lúc trở thành bạn bè rồi. Chính thức. Chúng tôi không hỏi về điều đó. Vậy là một số câu nói chính là lead mà Đa Phúc Bòm đã từng dò dỉ trước đây. Qua những lời nói này thì tập 77 phần 1 đánh dấu sự hợp tác chính thức của phe Skibidi và phe Liên Minh. Mặc dù POV vẫn chưa tin tưởng và giơ ngón tay thối lên để chứng tỏ muốn nói rằng bọn tôi không cần các bạn. Nhưng Mutant Skibidi cũng đã rõ ràng nói rằng chúng tôi không hỏi về điều đó. Nghĩa là việc phe Skibidi quyết định hợp tác cùng với phe Liên Minh, họ chủ động ngừng bắn, ngừng chiến tranh với phe Liên Minh. Skibidi sẽ chuyển sang tấn công lại Astro. Họ không đến để đề nghị hợp tác, mà họ đến để tuyên bố rằng Skibidi và Liên Minh sẽ trở thành bạn bè. Còn giờ chúng ta sẽ cần nhìn nhận lại một cách chính xác nhất về trang bị và nâng cấp của các tên Skibidi này. What? Thằng Bùng Game, mày muốn nhà mày sáng nhất đêm nay không? Bọn tao đã trở thành người tốt rồi, đề nghị mày thay đổi cách xưng hô cho đúng. Ai là tên Skibidi hả? À thôi chết rồi anh ơi, em quên. Em xin lỗi mấy anh Skibidi đẹp trai nhá. Đúng thật các bạn ạ, từ trước đến giờ mọi người thường căm ghét Skibidi. Nhưng thời thế thay đổi rồi. Skibidi Toilet này đã thành người tốt, là niềm hy vọng của tất cả chúng ta. Mình lại bắt đầu yêu quý các anh Skibidi này rồi. Đúng là cái thằng lịnh hót. Càng thế nhờ, nói kiểu gì cũng bị chửi. Thôi, tôi phân tích tiếp cho nó an toàn các bạn ạ. Giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại trang bị của các anh Skibidi nhé. Ngoại trừ nhân vật Skibidi này có thêm chiếc mũ giống với bọn Astro, thì điều khiến mình chú ý nhất đó chính là các vũ khí của họ. Từ thanh kiếm đến hai lưỡi hái này đều có sự biến đổi màu sắc, màu vàng giống với vũ khí của bọn Astro. Anh chàng to lớn này còn có cả hai đầu tia laser như bọn Astro luôn. Mình đang nghĩ tại sao mấy quả bazooka này không biến thành màu vàng luôn nhỉ? Có điều, sẽ có thắc mắc rằng làm thế nào mà các nhân vật này lại được nâng cấp và được trang bị mạnh đến như vậy? Chỉ còn một câu trả lời duy nhất có thể xảy ra mà thôi. Đó chính xác là công nghệ nâng cấp, thứ đang chứa đựng trong các thùng container đi cùng G-Man. G-Man có thể đã từng là Astro, từng là thủ lĩnh của chúng. Vậy sẽ hoàn toàn dễ hiểu khi anh ấy biết được công nghệ của bọn Astro này. Chính vì thế, sau khi rời khỏi quân đoàn Astro, G-Man cùng phe Skibidi đã bắt đầu tiến hành thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu để chế tạo vũ khí từ công nghệ này. Có điều nó chưa được hoàn thành thì phe Liên Minh đã phá hủy căn cứ. Chính vì thế, hai thanh kiếm đến hai lưỡi hái này đều đã được nâng cấp công nghệ và chuyển qua thành màu vàng.
Ngoài ra còn một khả năng sẽ có nhiều bạn nghĩ rằng ở trong tập 75 khi Toilet Woman đã mang một số bộ phận của Astro này mang về. Có điều nếu như một thứ vũ khí được mang về ở tập 75 mà tập 77 đã có thể chế tạo ra được chỉ cách có đúng một tập phim, liệu như vậy nó có quá nhanh hay không? Không lẽ công nghệ của bọn Astro lại dễ dàng chế tạo lại như vậy hay sao? Thêm một điều nữa là mình nghĩ thời điểm này Toilet Woman không đi cùng với đội quân bỏ trốn của Z-Man nên cô ấy cũng chưa gặp và chưa thể chuyển giao công nghệ được. Chính vì vậy, giả thuyết này ít khả năng xảy ra. Và nếu để ý kỹ, ngay cả mắt của Sir Kevin này cũng đã chuyển qua màu vàng luôn rồi. Giờ đây ba con Astro tưởng mình vẫn còn mạnh bay đến tấn công phe liên minh của chúng ta. Và giờ nó đã chính thức phải đối mặt với sự hợp tác của Sir Kevin đi. Các nhân vật tập trung bắn laser vào con Astro này, nhưng nó vẫn kiên cường chống trả. Để rồi sau đó đi gì Toilet đã xuất hiện. Anh ấy được trang bị tổng cộng 3 bộ loa, chúng đều được trang bị một lớp áo giáp chắn ở phía bên ngoài. Đúng là con người của âm nhạc các bạn ạ. Gặp Astro tặng ngay một bản nhạc cực sung, làm hắn ta ngã bay về phía đằng sau. Lúc này Spider Camera cũng đã không chịu nổi khi phải đứng chờ xem quá lâu. Nhân vật này cũng đã bay đến để hợp sức tấn công Astro. Có điều trong tập này Spider Camera có chút thay đổi. Năng lượng trên cơ thể không còn là màu xanh giống với Titan Camera Man nữa. Nó chuyển qua một màu, đó là màu trắng tím. Mình thực sự chưa nghĩ ra lý do đó là gì. Mình chỉ dự đoán rằng có lẽ do ngâm nước quá nhiều lên mạch điện bị chập cháy, thay đổi một chút màu sắc thôi. Và giờ có DJ bật nhạc rồi thì phải có một người nhảy nhót chứ. Michael dắt xe giờ đây cũng đã có mặt. Anh ấy dùng những thanh kiếm cắt đứt luôn đầu của tên Astro. Nhưng thực sự, với việc các thanh kiếm chuyển qua màu như thế này, các nhân vật phe Sir Kim đi giờ đây nhìn thực sự chất các bạn ạ. Một từ để đánh giá về hình ảnh này thôi, đó chính là quá đẹp. À, mình xin lỗi các bạn, hai từ mất rồi. Và giờ đây điều điên rồ hơn nữa của tập phim xuất hiện. Chiếc đầu của Astro rơi ra mà nó không chết ngay. Nếu quan sát kỹ, từ bên trong đầu mọc ra những chiếc chân, giống như bên trong đầu lại có một sinh vật nào đó đang hy sinh và điều khiển bọn Astro này. Điều này thực sự không tưởng tượng nổi về nguồn gốc của bọn Astro. Với một số Astro cấp thấp di chuyển ở dưới mặt đất thì chúng có một biểu tượng lạ. Astro cấp cao hơn chiến đấu trên không thì có sinh vật ký sinh ở trong đầu. Và còn cấp cao hơn nữa thì có tai giống như một loại thú nào đó. Thực sự là vô cùng khó đoán về những điều này. Có điều quay trở lại khung cảnh khi cái đầu này gào thét lên, sao mình lại có cảm giác giống với âm thanh mà Z-Man trước đây đã từng la hét. Không biết liệu nó có liên quan đến nhau hay không, đó cũng sẽ là một bí ẩn đối với tất cả chúng ta. Và cảnh cuối tập phim sau khi chứng kiến Milton Sir Kim đi ném chiếc đầu vào một con Astro khác, POV lần này cũng đã phải thay đổi cách nhìn nhận. Thay vì giơ ngón tay thối lên, anh ấy đã chuyển qua like. Điều này là xứng đáng cho những gì các anh Sir Kim đi đã làm. Và Sir Kim đi đã vui vẻ nói rằng let's go 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 go, quá là tuyệt vời đi. Cuối cùng thì sau 77 tập phim, những người từng coi nhau là kẻ thù, nhiều lần muốn giết chết đối thủ, nay họ lại trở thành những người bạn bè. Họ chiến đấu vì một mục đích chung, bảo vệ sự sống, bảo vệ trái đất. Một tập phim hay cả về chất lượng hình ảnh video lẫn tinh thần đoàn kết của các nhân vật mà Đa Phúc Bom đã tạo ra. Nhưng chúng ta cũng có chút hụt hẫng khi trong tập 77 phần 1 này không có sự xuất hiện của bất cứ Titan nào, cũng như không biết Z-Man đã nâng cấp đến đâu rồi. Đặc biệt số phận của Titan Cameraman ra sao? Anh ấy có bỏ chạy thành công như những gì UFO Toilet đã nói hay không? Có lẽ với việc chúng ta bắt đầu được thấy những nâng cấp sức mạnh của các Sir Kim đi, họ là những người đi cùng Z-Man. Họ trở lại mạnh mẽ như thế này, hứa hẹn nếu như Z-Man hoàn thiện nâng cấp xong thì sẽ không biết kinh khủng và điên rồ như thế nào nữa. Và tập phim tới sẽ hứa hẹn ngày càng điên rồ, đáng để chúng ta chờ đợi hơn bao giờ hết. Còn các bạn phát hiện ra điều gì? Hãy nhớ comment để cho mình và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh cho mình để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!